Để ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đã triển khai các hoạt động kiểm soát chặt chẽ, nhất là tại những nơi tập trung đông người. Theo đó, địa phương đã lập chốt kiểm soát tại cổng ra vào trụ sở Ủy ban nhân dân phường bắt đầu từ ngày hôm qua 23 tháng 2. Chốt kiểm soát có nhiệm vụ đo thân nhiệt, hướng dẫn người đến giao dịch hành chính tại Ủy ban nhân dân phường, khai báo y tế, lịch sử đi lại một cách trung thực và yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Phường Mỹ An lập chốt, kiểm tra ra vào, khai báo y tế, đo nhiệt độ. Tôi thấy việc làm rất tốt để phòng ngừa bệnh. Là đơn vị thường xuyên có người đến khám, điều trị bệnh và thực hiện tiêm chủng cho trẻ em, ngay từ đầu năm 2021, trạm y tế phường Mỹ An đã bố trí nhân viên y tế trực, thực hiện việc đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân đến khám thực hiện khai báo y tế, giữ khoảng cách an toàn nhằm kiểm soát và kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở để tiến hành đưa đi cách ly, điều trị. Và phân luồng từ trước cổng vì đo thân nhiệt cho họ đi theo một đường một chiều, phân công người trực hàng ngày tại trước cổng y tế và đo thân nhiệt, khai báo y tế thường xuyên hàng ngày. Cùng với đó, hàng ngày các trường học trên địa bàn phường Mỹ An cũng đã tiến hành đo thân nhiệt cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh từ khi các em trở lại trường học sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, góp phần đảm bảo cho các em học tập trong môi trường an toàn.